Bây giờ mình coi phim Superman. À, em cũng thích coi phim đó lắm á. Em mới vô chui vô gấp cống rồi kìa. Trời, chui lỗ cáo anh ơi chứ, Superman. bay lên lỗ cáo. Chui thẳng lên nắp cống luôn kìa trời. Bay lên trời bay luôn, đi bộ hả? Bay lên tuốt trên trời luôn. Xé bành cái đám mây luôn á, không tin hỏi luôn. Superman mà, Superman bắn một luồng tơ nhện vào mắt của đẹp viên 007, khiến cho đẹp viên 007 nhìn nàng mây đắm đuối. Coi trên bếp nè, coi trên bếp, coi trên bếp. Trên bếp đã biến thành Robocop. Trên bàn tay của Robocop là một dĩa xa lách trộn và bánh hamburger được đập vô mặt Thái Vũ. Thái Vũ là một trong những chiến viên nhỏ nhất vườn sở thú của quốc gia. Khi đó anh còn là một Superman chuyên gia đi diệt người nhện. Người nhện nó chuẩn bị nó phóng tơ vô cửa sổ nhà bà hàng xóm, khiến cho điệp viên 007 không tài nào chui ra được bụng người phụ nữ đang mang thai. Và Thái Vũ đang vừa phải đó chứ Vinh. Bây giờ mày coi phim thì mày cũng mới tập tự cho người ta tập trung người ta câu chứ. Bình luận cái gì? Hả? Coi đá banh bình luận qua. Giờ muốn coi nữa không? Coi nữa im lặng nha. Thôi mà tất cả mọi người. Coi tiếp đi. Mở cái phim gì mà cái thằng ăn trộm. Thằng ăn trộm biến thái. Ủa mày chửi ai vậy Vinh? Thằng ăn trộm biến thái. Biến nhìn ở qua đây ngồi.